Aladdin. Ngày xưa, có một cậu bé nhà nghèo tên là Aladdin. Một hôm, một người đàn ông xấu xa thuê Aladdin làm người phụ tá. Ông ta đề nghị Aladdin đi lấy chiếc đèn thần từ cái hang động đầy nguy hiểm. Người đàn ông xấu xa cũng đưa cho cậu một chiếc nhẫn thần mà có thể giúp Aladdin tàng hình. Người đàn ông xấu xa không nói với Aladdin biết cái hang động đó nguy hiểm đến mức nào. Ông ta không đi cùng với Aladdin vì biết hang động đó rất nguy hiểm. Bên trong hang động, Aladdin xoa chiếc nhẫn thần. Nó giúp cậu tàng hình và cuối cùng cậu cũng lấy được chiếc đèn thần.